Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã trả lời với kênh đồ câu Phi Nguyễn nha anh em. Hôm nay em lên cho anh em kỳ mới nha, cái kỳ 306 anh em. Đó. Kỳ 306 thì hôm nay em có cho anh em tổng cộng hình như là ba mươi mấy cái mã máy đây anh em ơi. Hôm nay thì em không có lên cần nha, tại vì cần em hết rồi. Em đợi cần về thì em lên cần sau cho anh em nha. Đó, thì hôm nay em lên máy cho anh em thôi. Rồi thì em sơ lược qua cho anh em cái nha. Hôm nay thì có 3 combo máy Trung Quốc, 2 combo máy Hàn Quốc. Đó, con máy này con máy câu lua câu dít đó, rồi hai con máy Akada, một con máy câu fly, hai con máy hột vịt đó. Rồi trên đây là máy đứng anh em, máy đứng là size nhỏ 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 nè đó, 1 2 ngàn 3 ngàn này nè. Có con này size 100 200 như nè đó, con này cũng Hàn Quốc nè. Cỡ cái clip trước lên con kia anh em hỏi quá trời anh em ơi đó. Hôm nay có một con nữa ha, mới soạn được con nữa. Rồi mấy con mà size trung bình này anh em, tầm 5 ngàn 6 ngàn nè đó, có mấy con máy size lớn lớn. Con máy Abu Garcia nè, đó Blackmatt 40, con này con Anode 1000 hay gì nè anh em. Đó, con này con này ngon ha. Con này Shimano SLS nè, cái con đó ngon. SL3 đó nè. Đó Shimano RAM SL3, con Ryobi size lớn nè, con có 5 winch chết nha. Rồi, thì số điện thoại chốt đơn của anh em đây nè. Kỳ đó hôm nay là kỳ 306. Đó, kỳ 306. Số điện thoại chốt đơn là 0779674370. Anh em mua hàng anh em nhắn là kỳ 306 và mã số anh em chọn giùm em nha. Rồi cái thứ hai là anh em tuyệt đối là không nhắn tin địa chỉ lên YouTube nha anh em, nó không có hiển thị đâu, em không 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 có nhìn thấy. Anh em muốn mua hàng anh em gọi trực tiếp số này cho em nè, là nhanh nhất nè. Đó. Rồi thì em vô mã số riêng à, bao ship cho anh em nha. Tất cả ở đây là bao ship hết, anh em không thanh toán phí ship nữa nha anh em. Đó. Em báo giá là báo giá bao ship cho anh em hết rồi, em đã bao ship cho anh em hết rồi nha. Rồi thì em vô mã đầu tiên cho anh em, lúc nào cũng có ba combo máy Trung Quốc cho anh em, tại vì chiếc này về rất là nhiều anh em, rất rất là nhiều, còn ba bốn thùng gì tránh đó mà bán hoài không thấy hết. Phải máy Nhật vậy còn đỡ ha anh em, phải máy Nhật bán hoài không hết thì đỡ ha, máy Trung Quốc bán hoài không hết. Rồi cái con máy này là con máy Battle Bin anh em, Battle Bin 31.000, con này xe máy 1.000 nè. Em chú ý nha, mấy combo mới Trung Quốc này nè, toàn là có nhựa không à. Đó, em chú ý nha, về câu tôm, câu lăn xê cá nhỏ nhỏ nè. Rồi, máy thì chạy ngon lành nhẹ mượt chứ nè. Nói chung là tất cả không lỗi với nè, tất cả là không lỗi. Rồi, ok, con máy đầu tiên cho em mã số 1 nè. Con máy đầu tiên của mã số 1 chứ nè. Rồi, tới con máy số 2 của mã số 1 đây. Con này gato máy là 4.3, cái con này xe máy là xe máy tương đương là khoảng 4.000 5.000 cho em nè. Đó, khoảng 4.000 5.000 cho anh em ha, coi cũng là có nhựa. Đó, tất cả hoạt động ok hết. Hai con. Đó, hai con cho anh em ha. Con này cước số 3 anh em 160 m. Đó. Thì thường thường anh em thấy về là em biết nó size tầm 3.000, nhưng mà tại sao nói size 4.000 5.000? Là tại vì con này anh em so với con 3.000 nè, cái con này chỉnh size 3.000 này anh em. Nè. 3.000 nha, rồi anh em. Đó, nó sẽ lớn hơn một hai phần đấy anh em. Nó tùy vào cái thân máy, tùy vào thông số dây nữa nè, chứ không phải là cái nào cũng mặc định vậy ha. Rồi con này sao hoạt động ngon lành nè. Hai con. Cái con này, con số 3, con này con GS30 xe máy tương đương 1.500 cho anh em ha. Nó tầm 1.500 vậy nè. Hoạt động ngon lành luôn. Đó. Mặt in China rồi nè. Rồi ba con nha anh em, ba con này đều chạy mặt đạn hết nha, đều có chạy mặt đạn hết. Rồi, mã số 1 giá 3 250 anh em. 250 nha, mã số 1 giá 250 anh em. Mã số 1 250 ba con bao ship nha anh em. Đó, mã số 1 250. Tiếp theo mã 2 đây. Rồi, mã 2 tiếp tục ba con. Đó. Ok cho anh em ha, ba con. Rồi, em cũng lên từng máy cho anh em nha. Gato máy 4.9 nè, cước số 2 anh em sẽ vô lượt là 115 m, cước số 2.5 em vô 100 m nha. Gạt thì gạt ngon, mua bên sóng gà tốt nè. Rồi máy mà hoạt động ok cho anh em ha. Con này xe 2.000 anh em, con này xe tương đương 2.000, xe 2.000 đó, tay quay đảo trái đảo phải được hết. Con này, cái con này xe máy của nó lên coi coi, con này xe máy 1.000 anh em, con này xe máy hoạt hình đẹp quá nè, con này hình đẹp nè đây, xe máy 1.000 hoạt hình đẹp ha. Đó, ok. Tất cả ok hết, không lỗi lầm gì hết nha. Này con.
con này con số 3 size 3.000 anh em, con này size 3.000 đó, con này size 3.000 cước 3 anh em dùng 150m nha. Đó, size 3.000 cước 3 150m. Rồi một con 2.000, một con 1.000, một con 3.000 anh em. Ba máy này mã số 2 nha, hình ba máy thì còn tương đối cho anh em nè. Mã số 2 giá 250 nha, mã 2 250, mã số 2 nha anh em. Mã số 2 giá 250 nè. Rồi tiếp theo là mã số 3 nha anh em. Đó. Mã số 3 cho anh em. Rồi tiếp tục là combo ba máy cho anh em. Con đầu tiên của mã số 3 đây. Con này xe máy nó tương đương 1.000 cho anh em nè. Đó, Power Spin GS 1.000 ha. Cước 1.580m. Rồi. Hoạt động đây nè. Ok ha anh em. Rồi, con mã số, con số 1 của mã số 3. Thì con số 2 của mã số 3 đây, GS30, con này xe máy 1.500 luôn anh em. Nó tương đương với con màu vàng vàng nãy. Rồi, hoạt động này ok, ngon lành cho anh em ha. Đó, màn hình con này cũng còn sáng luôn, còn sáng cho anh em luôn. Marina nè. Nó quay gì đổi trái đổi phải được. Hai con. Tới con số 3 đây nè. Con này xe 4.000, Rocky. Rocky 4.000, cái tô máy 5.2, máy chạy bạc đạn ha. Có luôn là có nhựa, con hàng SSM, hãng Suzumi nè. 4.000. Ngon lạnh. Ngon lạnh nè. Hình con này bắt mắt ha, hình này đẹp. Mã số này, mã số 3 tiếp tục giá là 250.000 cho nè. Mã 3 giá 250.000, tiếp tục mã 3 giá 250.000. Rồi, tiếp theo mã 4 cho anh em nè. Đó, mã 4. Mã 4 lên cho anh em hai máy. Đó, hai con này giống nhau nè. Hai con này giống nhau, để cho anh em cặp này. Để lên cặp này đi. Đó, cặp này hai con này giống nhau. Đó, rồi, cặp này mã số là mã số 4 này nè. Mã số 4 cặp này nha. Hai con máy Korea Hàn Quốc nè. Korea Hàn Quốc cho anh em ha. Rồi, thì cái con mã số đầu tiên của mã số 4 đây, con này là con hãng SSM, hãng Suzumi đấy nè. Đó, SSM ha. Rồi, con này thông số cho anh em nè. Cước 1.5 là 1.8, cước 2 là 150, cước 3 là 80m nha. Con này xe máy 2.000 cho anh em. Đó. Quay một chiều tiếng kêu cho anh em nè. Rồi, máy chạy ok đó nè. Ta quay anh em đổi trái đổi phải được. Lăn cước đẹp nha. Con này qua hình còn khá là đẹp cho anh em nè. Đó, anh em thấy qua hình sáng ha. Thân cấu là carbon pha cho anh em. Đó, ta quay là ta quay có kim loại trong ha. Hai chiều, một chiều đầy đủ hết nha. Một chiều, hai chiều đầy đủ hết. Rồi mấy con này về nên đi câu tôm, nên đi câu câu tôm được không? Đi câu mè được. Câu câu suối được ngon này. Đó. Rồi tới con số 2 của mã số 4 đây. Con này là con Power Spin 350, cước 250, cước 300m, cước 470. Con này size 2.000 luôn nè. Con này size 2.000 luôn cho anh em nha. Máy quay một chiều cũng có tiếng kêu nè. Thân cấu cũng carbon fiber cho anh em luôn, lăn cước đẹp cho anh em ha. Mobin nè. Ui sóng gà tốt cho anh em ha. Rồi ok nè, hai con. Hai con xe 2.000 hết cho anh em ha, xe 2.000 hết. Hai con này mã số là mã số 4 nè, mã số 4. Thì mã số 4 này cặp này để cho anh em giá 280 thôi anh em ơi, 280 cặp này thôi. Đó, cặp này 280 thôi, size nó hơi nhỏ một tí cho anh em đi về câu tôm, câu mè rồi nè. Đó, mã 4 giá 280 cho anh em thôi nha. 280 thôi nè. Tiếp theo mã 5. Mã 5 hai con này là hai con lông cát đó nè, hai con lông cát nha. Đó, hai con lông cát cho nè. Rồi hai con lông cát này thì nó hoạt động để hoạt động cho anh em ha. Con đầu tiên nè. Cái con này thông số là cước 470m, cước 3 là 190, cước 2 là 150, con xe máy 2.000 đó nè. Đó, một chiều có tiếng kêu cho anh em ha. Lông cát EF30 35 anh em, con này EF35, gia tô máy 4.3 nha, gia tô máy 4.3. Rồi, con lăn cho anh em nè, ok ha. Rồi, một chiều hai chiều tất cả ok hết nha, nói chung là máy không lỗi. Ta quay là ta quay gặp nè. Rồi, tới con số 2 của mã số 5 đây. Rồi con này con của lông cát đó nè,
Capto máy cũng 4.3 luôn, F35 luôn nha. Hai con này đồng size nè, size 2 nha. Hai con này đồng size mà con này quay không. Con này quay không có tiếng kêu nè, con này quay không có tiếng kêu nha. Đó, con này quay không có tiếng kêu. Rồi, ngon kìa, ngon nè. Con lăn lên, lăn còn sáng ha. Rồi, size 2000 luôn em, ta quay đổi trái đổi phải được luôn. Rồi. Cái này mã số nè em. Mã số con này mã số 5 nha, bán cho em cặp này giá 300. Mã 5 giá 300.000 cho nè. Mã 5 giá 300 cho em cặp này nha, mã 5. Rồi, tiếp theo mã 6. Mã 6 cho anh em con đi câu dít nè. Đó. Quả hình đẹp anh em, con này quả hình đẹp. Con này thông số là gato máy là 5.1, máy chạy 3 bậc đạn cho nè. Đó, gato máy là 5.1 ha, máy chạy 3 bậc đạn. Con này thông số là cước số 3 anh em vô 100, cước 2.5 anh em 110, cước 230m đây nè. Đó, con này kim loại ha, đính tao quay đính gỗ nè. Kim loại hết. Con này con của hãng Alpha Tackle nè. Máy hãng Alpha Tackle ha, Super Ship 100RT. Rồi, máy hoạt động ngon lành. Lừa cước đây nè. Lừa cước chạy ngon nè. Đó. Xả gân xả cước đây. Ngon lành thế nè. Rồi, con này có xả luôn nha, có xả luôn. Đó, có xả pin cho anh em luôn. Đó, có xả pin cho anh em luôn. Rồi. Hoạt động và hình rất là đẹp nè. Rồi cho anh em đi dít ha, anh em đi dít cái nhỏ nhỏ nè. Đó, anh em đi dít cái nhỏ nhỏ nè. Tầm khoảng chừng 2 kg anh em dít, con này là dít khỏe nè. Nhỏ gọn nha, rất là ok. 2 kg, 3 kg rồi. Rồi mã này mã 6 nha nè, mã 6 để con em con này giá 280. 280 cho anh em con này. Đó, 280, màu hình đẹp nha nè. Mã 6 giá 280 nè. Tiếp theo mã 7 nè. Mã 7 cho mình con Ikada nè. Con này cho anh em câu Ikada ha. Đó. Rồi. Con này nó cạc carbon nè, con này thân có carbon nè. Đó, cái bát chứ là bát kim loại nha. Con này để coi. Con này con VB30. Đó. Bát nó ghi tiếng gì này nè. Thôi tiếng Anh tiếng U không anh em. Rồi. Quay đây anh em, máy quay đây. Ngon lành ha, chốt dạng tốt nè. Đó. Akara luôn anh em. Rồi cái con này cái nút bật bên đây để em coi coi. Rồi hai chiều nha anh em, nút bật bên đây là hai chiều nè. Đó, cái nút này nè anh em, cái nút này nè là hai chiều nè, một chiều chốt chặn nè. Đó. Ok nè, để coi cái nút này, nút này. Rồi nút bật tắt tiếng kêu nè, nút bật tắt tiếng kêu ha. Đó, cái nút này nút bật tắt tiếng kêu nè. Rồi, một chiều hai chiều bật tắt tiếng kêu ok nha nè. Đó, anh em xả dây thì xả dây thôi. Đó, xả dây thì xả dây. Rồi. Con này mã số nè. Để em coi, nó bự cái chắc cỡ lòng bàn tay em nè. Đó, cỡ lòng bàn tay em ha. Rồi, con này mã số là mã số 7 nè. Con này bán cho em giá 220.000. 220.000 nè. Đó, mã là mã 7 220 nè. Tiếp theo mã 8. Mã 8 tiếp tục con máy con Akara cho nè. Cái con này là con máy của Olympus anh em. Olympus ha, con này hàng Nhật nha. Olympus nè. Rồi. Để em coi cái tên nó tên gì. Olympus 100M/M 2 speed. Rồi. Nó chỉ có vậy thôi đấy nè. Rồi, hoạt động của máy đây. Hoạt động của máy thì máy là máy xài tay phải nè. Đó, máy chạy ok ha, ngon lành lắm anh em. Con này kim loại hết nha nè, con này kim loại hết à. Rồi, để em coi coi. Một chiều chốt chặn nè. Một cái ha. Cái nút này nè anh em, cái nút này chắc nút hai chiều nè. Đó, cái nút hai chiều cho anh em ha. Đó, cái nút hai chiều cho anh em. Nút lên nút hai chiều. Rồi để em coi coi còn nút gì nữa. Một chiều bật qua đây, chốt chặn nè. Bật tắt tiếng kêu đúng rồi, cái nút mình này bật tắt tiếng kêu này nè. Cái nút này nè. Đó, anh em bật qua rồi tắt tiếng. Ủa sao kỳ vậy ta.
cái nút này là cái nút gì không, nó sao đi nè anh em ơi. Đó, cái nút đó đó anh em. Còn cái nút này là cái nút mở cấu gì nè, để em coi ra thử coi. Em coi con mở cấu này ra được không, mở cấu hình như là dạng ốc này mới mở cấu được không anh em. Đó, dạng ốc này mở cấu, nói chung là cái môn này không gành anh em, cái môn Akira này không 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 có gành. Cái môn Akira này không có gành, nó cho bán vậy thôi. Đó, như đó thôi nha anh em. Đó, nãy giờ mấy chức năng này nè, đó một tiếng kêu nè, đó một chiều hai chiều rồi, rồi 300.000 anh em, mã 8 nha, mã 8 300 nè, cho anh em về câu Akira đó, rồi mã 8 300.000. Rồi tiếp theo mã 9 nha anh em, cái nào không biết nó không biết nha anh em, đó mình gán quá thì mình không có được, cái nào mà mình yếu hơn thì mình nói mình không không gành anh em, vậy đi cho nó dễ ha. Rồi cái con này con gì, con này là con fly nè, fly drill ha, 5-6 đó, con này kim loại nè, con này kim loại nha, đó kim loại hết à, kim loại đó. Rồi con câu fly cho anh em, cái con này á để em giới thiệu cho anh em, cái con này một chiều nè, đó quay ngược lại là chạy chặn nè, cái nút chặn ở nút này anh em, ví dụ như bây giờ hiện tại là đang chặn cứng đúng không, đang chặn cứng cho anh em nè, đó đang chặn cứng cho anh em nè, anh em xả ra nè, đó nó sẽ chặn nhẹ lên cho anh em nè, đó anh em thấy không, anh em siết lại nè, đó nó sẽ cứng từ từ cho anh em ha, anh em siết cứng luôn nó sẽ hơi cứng đó, đó cứng này anh em. Còn cái nút này là cái nút mở ra nè anh em, đó cái nút này là nút mở cái cối ra, anh em dặn ra là mở cái cối ra được nè, đó anh em dặn ra là mở cái cối ra, có cối trong có ABS cho anh em, có ABS ở trong nè, nó có ABS ở trong cho anh em ha. Đó rồi anh em gài vô, đó anh em gài vô, nếu mà anh em xây tới vậy nè, đó nó vẫn, anh em xây tới nó vẫn gài cái cấu vô cho anh em được. À không anh em, phải dặn cái này mới được, phải dặn cái này mới được, nó gài cấu lại cho mình ha. Rồi ok nè, con câu fly ha. Đó, cái máy chỉ đơn giản vậy thôi em. Rồi thì con này để cho em giá 250 đi ha, 250.000. 250.000 em. Đó. Mã này mã số là mã số 9 anh em, giá 250 nha. Số 9 giá 250.000 cho anh em nè. Rồi tiếp theo mã 10 nè. Đó, mã 10 lên cho em con máy hột dịch nè. Máy hột dịch cho anh em ha, về cho anh em làm ná bắn cá rồi đó anh em. Đó, hoặc là anh em câu cái gì mà liên quan tới cái này nè thì anh em lấy. Nó còn cái bao ở ngoài, nó còn cái túi đây qua ở trong luôn, cái túi ni lông nè. Đó. Đó, cái này anh em về anh em làm ná bắn cá cũng được, hoặc là anh em đi câu cũng được. Con này mới nha anh em, con này mới. Con này hầu như là mới, rất là mới luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Rất là mới luôn. Cái con này nè là Canada nha anh em, hàng Canada nha, đây qua Canada nè. US Bad Ben nè, no 2828088 Canada Bass. Sao nó no hoài vậy nè. No 535349 đó. Daiwa Swingcat No 2 anh em. Rồi. Con này thì mới. Ở dưới đây có chữ này anh em. À, rồi, thấy rồi, Made in Japan nè. Rồi hàng Nhật anh em. Còn hình như là cái bass cái này gì mà Canada với Mỹ đây nữa nè. Rồi, không hiểu anh em, tiếng Anh này không hiểu nha. Không hiểu anh em. Rồi, thì cái xả gân xả cước là bình thường nha anh em. Đây, để em xả cho anh em coi. Đây, em xả ra nè, đó nó chạy xuống ha. Đó anh em kéo lên nè. Đây nè, anh em nhìn kỹ nha. Cái cục này kia như là cục chì đi ha. Cái này về nó có trong đây luôn anh em, không biết cái này làm gì đâu. Nói chung mình cũng không có gần nữa cái này. Đây, anh em nhìn nó xả xuống nè. Đó. Xả xuống cho anh em ha. Đó, ok cho anh em ha. Còn anh em kéo lên nè, anh em kéo nó tự bật cái này lên, nó sẽ gài cho anh em lại nè. Đó, mình kéo lên. Ra dây là không ra ha. Khi nào mà anh em bấm cái nút này nó ra dây cho anh em nè. Rồi con này kim loại hết anh em, con này kim loại hết à. Con máy này chết tay phải nè. Chết tay phải thứ nhiên là anh em nếu mà làm ná bắn cá anh em gắn vô đây. Anh em gắn vô đây, anh em bắn cái anh em quay tay phải lên, hợp lý luôn. Cho anh em mình thuận tay phải này mình xài ha.
Còn nếu mà anh em muốn câu thì anh em câu thôi, chung là cái này tầm ná mắng cá rồi câu gì đó rất là đẹp. Rồi ok anh em, vậy đó, một con máy hột vịt rất là đẹp. Cái con này á giá em bán cho em là mã số 10, giá con này là 500 ngàn vậy nè, đó 500 cho em hột vịt 500 ngàn đó, đai qua hàng Nhật rồi Canada rồi Mỹ gì đó, tôi tùm lum tùm la hết anh em. Mã số 10 nha, giá 500 ngàn, còn cái túi, còn cái bọc ni lông luôn đó. Rồi vậy là sắp đi thôi nè, mã này mã 10 giá 500 ngàn cho em nha. Rồi tiếp theo mã 11, tiếp tục là một con máy hột vịt. Cái con này lạ nè, hồi xưa giờ em về hột vịt cũng khá là nhiều á, nhưng mà cái con này cái tay quay sao nó lạ quá nè đó. Cái con này cũng là Daiwa nè, con này Daiwa nè, pin cách 30DX ha. Cái con này thì thay đổi tay quay trái phải được nè, để em coi phải không. Còn cái con này đổi tay quay trái phải được nè đó, một cái lợi thế của nó là đổi tay quay trái phải được nha. Còn cái bất lợi của nó là ngoại hình nó có trầy nè, nó có trầy nha, nó chốc sơn với cái chỗ này nè, em thấy không? Đó, nó có chạy ha, trong đây là bụi anh em chứ không phải chạy nha, trong đây là bụi nè. Anh em về vệ sinh lại trong đây, ở ngoài thì em chùi rồi, mà ở trong đây nãy không không thấy anh em, không thấy nó bụi trong đây, cho nên là chưa chùi trong đây ha. Rồi cái con này thì xả gân ra, ok. Cái con này xả gân xả cước cũng bình thường đấy nè, chứ không có gì đâu. Để anh bấm lúc này nè, đó, để xả gân ra cho anh em quay lại tự bung lên nè. Đó anh em thấy nó bung lên không, anh em bấm xuống nè, em quay nó bung lên nè, đó xả gần xả cước bình thường. Cái con này ta quay nó ngộ nữa nè, nếu mà anh em quay ha, nó tới đây là mình quay nè đúng không, đó mình buông ra nó tự động nó bật về đây kia đó. Hay hay nè, con này lạ chứ nè, anh em hoạt động bình thường nha. Rồi cái con đây qua màu vàng khè nè, rồi có thông số cước anh em, con này có thông số cước luôn, cước 5 40 m, cước 4 là 60, cước 3 80, cước 2 là 110 m nè anh em. Cái phần trên này nè, cái phần trên này nó đẹp, phần tay quay nó cũng đẹp nè, có cái phần ở dưới đây nó hơi chày nè, rất là tiếc ha. Đây qua con này hàng da băng này nè, thì con này chạy hơn, con này chạy hơn mà nó có lợi thế là hai tay. Đó, anh em đổi tay trái đổi phải được. Thì con này bán cho anh em giá là 400 450 đi anh em ơi, con này 450 nha, dành cho anh em sưu tầm nè. Đó. Rồi đó giờ em về hình như là em làm hơn 2 năm rồi, mới về con mà có cái dạng tay quay kiểu này nè. Con này mã 11 đó nè, con này mã 11 cho anh em nha, giá bán cho anh em là 450, 450. Rồi, tiếp theo mã 12. Rồi tới cái sở trường của mình này nè, đó tới cái sở trường của mình này ha. Rồi mã 12 cho anh em đây, con này là một con máy của hàng Trung Quốc xuất Nhật cái nè, con này là con Tronix 3000 đó, tại sở trường mình nói hơi bị lưu lót luôn đấy nè. Cước số 4 anh em vô 120 nha, cước số 3 anh em vô 160 m, con này xe máy 3000 cái nè. Có con này có kim loại nè, có kim loại ha, thân con này thân carbon, ta quay là ta quay có kim loại trong nè đó, chốt chặn tốt cho anh em ha. Rồi máy chạy thì nhẹ mượt cho anh em, xe máy 3000. Rồi con này anh em đi luôn mực đồ ha, luôn mực câu lăn xe đồ ngon, lăn cước đẹp cho anh em nè. Con này hình nó có chạy nè, có chạy nha, có chạy cho anh em, hãng SXM nha nè, hãng SXM đây, máy hãng SXM nè. Rồi con này hình nó có chạy nè, nhưng mà hoạt động thì nó ok. Động ngon lành thế nè, tay quay anh em đổi trái đổi phải được. Con này mã số mã 12 đây, mã 12 con này bán cho em giá 200 ngàn nha, 12 giá 200 cho nên 12 giá 200 nè. Rồi tiếp theo mã 13, 13 tiếp tục một máy Trung Quốc xuất Nhật cho nên con này là con Swinta Lambda Lambda nè, thiệt luôn đó chứ anh em, Swinta nè, Lambda nè, ghê thiệt. Rồi con này cước số 2 anh em vô 160 m nha, cước 2.5 150,
Cước ba anh em vô 120 mét, con này xe máy 2000 cho anh em nha. Cối cũng là cối kim loại đây. Gạt cước ngon nè. Lăng cước đẹp, made in China, hàng Trung Quốc xuất Nhật, ABS đầy đủ cho anh em nè. Con này ABS nha nè. ABS chống trả ngược nè. Twin ta. Đó. À cha cha cha, cái con này cái nắp. Để em coi cái nắp của nó bị nứt không nè. Nếu mà con này cái nắp bị nứt là em không bán nha. Đó. Tại vì cái này là cái quan trọng lắm anh em bị nứt cái nắp này là xong đó. Để em coi coi. Nứt cái nắp rồi anh em. Nứt cái nắp rồi nha. Đây đây đây. Bây giờ á, cái nắp này dán lại anh em xài vẫn được. Bây giờ anh em hở ra chút xíu nè, anh em chích keo vô là sẽ dính. Đó. Nói chung là bây giờ con này bán rẻ cho anh em thôi ha. Anh em về anh em chỉ cần chích keo vô này là được. Chứ cái này nó không ảnh hưởng, nó ở dưới nó còn phía phải như cái này á, nó không có cái miếng thép nó dưới đây luôn nè, là anh em cái dán nó khó lắm. Còn cái này miếng có cái miếng này anh em dán dễ ha. Đó, anh em dán dễ thôi. Rồi. Nói chung con này là bán cho anh em là bán 150.000 đi anh em. Con này 2000 nè, dán 150.000 cho anh em thôi. Vậy cho anh em dán cái nắp là anh em xài. Đó, nói chung là hoạt động nó thì ok ha. Nó không có lỗi làm gì hết, nó chỉ có cái nắp thôi. Anh em siết win như vẫn siết bình thường nè. Tại vì nó có cái miếng kim loại dưới đây nè, cho nên mình không có lo phần đó rồi. Phải như nó không có miếng kim loại là con này bán không được rồi. Ok ha, siết cứ sẵn siết bình thường. Rồi, con này thì về cho anh em đi câu UL, anh em đi câu mực nè. Đó, anh em đi câu mực ha, anh em đi câu tôm, câu mè đâu. 150.000 mã này, mã 13 nè. Mã 13, 150.000 nha. Đó, anh em xem kỹ nha, em nói cái nắp này nha anh em. Có nước cái nắp này nha. Mã 13, giá là 150.000 cho anh em. 13 giá 150.000. Tiếp theo 14 anh em. 14, con này cũng là Twin em. À, Twin Light 2000. Con này máy chạy 3 bạc đạn cho anh em nè. Một quay gồng 3 bạc đạn nè. Coi cước 1 anh em vô là 150m. Đó, cước 1 150m. Con này cối là kiểu dạng cối có nông của anh em. Nhưng mà không có nông lắm. Con này kiểu dạng có lở anh em ơi. Gạt cước ngon nè. Lăn cước cho anh em nè. Lăn cước sáng đẹp ha. Máy thì chạy 3 bạc đạn cho anh em. Cối là cối kim loại. Con này có ABS cho anh em nè. ABS đầy đủ nè. Máy chạy ngon lành cho anh em ha. Máy bạc đạn nhiều chạy mượt lắm nè. Đó, gạt ngon. Rồi, ngoại hình máy anh em, hình máy khá là sáng. Con này cũng hàng Trung Quốc xuất Nhật cho anh em nè. À, dưới đây nó bị chạy đi, có bị chạy phần này nè. Rồi, con này thì bán cho anh em giá là, để em đôi ra tô cái này, em quên. 1, 2, 3, 4, 5. Con này ra tô máy là 5.2 nha. Rồi, con này về lua mực, lua lóc rồi anh em, là ngon. Mã 14 nha, mã 14 con này để cho anh em giá là, để cho anh em con này giá 270 nha, 270 nha. 270 nè, mã số là mã số 14, 270 nè. 14, 270. Con máy hãng Alpha Tackle này anh em. Đây, Gato 5.2 nè, hồi nãy nó có mà không chịu coi, đi đo. Đó, anh em thấy đo chính xác ha. Nó chênh lệch nha, không có xê sức đâu nè. Gato 5.2 máy hãng Alpha Tackle. Ok. Mã này mã số 14 giá 270. Rồi, tiếp theo 15. Con máy mini này nè. Đó, con này cũng made in. Con này made in Korea đó anh em. Korea hay gì đây mà nó chấm cái này mất tiêu cái chữ này rồi đây. Đó, nói chung là nó made in con này hãng Tactic and Joy là nó made in Korea đó anh em. Con này made in Korea nha. Con này Gato máy 3.8 nè, máy có chạm mặt đạn nè. Có cái này có kim loại nè, có kim loại. Đó. Hình còn khá là sáng nha anh em, hình khá là sáng. Đó, hình khá là sáng chứ anh em. Con máy có chạy bạc đạn nè, master bin MS100 ha. Rồi để em coi thông số coi. 0.8 110m, 0. Cước 1.5 175m, cước 2 anh em vô 50. Con này cối là cối sâu nha anh em, cối sâu anh em vô nhiều dây á. Rồi. Mua bin sống với gà tốt nha, cối kim loại đàng hoàng cho anh em luôn. Lăn cước đẹp cho anh em nè. Rồi máy chạy 1 triệu tiếng kêu nha anh em. Máy chạy ngon lành. È luôn nè. Rồi, ngon lành. Nem tay thay đổi ta quay trái phải được. Đó, con máy này cũng nhỏ xíu anh em, nhỏ xíu à. Nó nhỏ
chắc nó nhỏ cỡ cái con mà clip trước em đăng á. Anh em nào có coi clip trước là anh em thấy con đó à. Còn thì con này cũng bán cho anh em giá 300 ngàn cũng nha. Mã này mã 15 anh em, giá 300 cho anh em. 15 giá 300 ngàn. 15 giá 300 cho anh em. Tiếp theo 16 anh em. 16. Rồi, một con máy của hãng Olympic đây. Nhưng mấy con này ngon lắm nè. Cái con này hàng Bangladesh ha. Bangladesh thì thường thường mấy con này cũng đã lắm. Để em coi coi. Con này con của... Để em coi cái hãng của nó đây. Không phải Olympic anh em ơi. Con này con của hãng Long So ha. XG1. Con này thông số nè. Cước cái gọi thông số đây nè. Cước 2 anh em vô là 185 m, cước 4 anh em vô 115 nha, cước 5 anh em vô là 90 m. Cái con máy sẽ tương đương tầm con này size khoảng 1000 thôi anh em, con này size 1000 thôi nha. Con này size tầm 1000 thôi. Đó. Size tầm 1000 cho anh em thôi. Con này nó để thông số là size 2000 nhưng mà con này size 1000 thôi anh em, chứ không phải size 2000 nữa nha. Để em đo cho anh em coi thử. Đây đây. Cái con Anode 1000 nè. Đây, anh em thấy không? Cái con Simno Anode 1000 ha. Đó, là hai con là y chang luôn, cái con này size 1000 nè. 1000 cho anh em ha. Đó, 1000 thôi anh em. Rồi. Hoạt động đây nè. Hoạt động ngon lắm, mấy con Bangladesh này anh em yên tâm ha, made in Bangladesh nè. Bangladesh sản xuất máy mấy con máy giá tầm trung này rất là đỉnh luôn anh em. Cối kim loại, gạt cước ngon nè, lăn cước ok nè. Rồi ngoại hình con máy đây nè, ngoại hình con máy. Để em coi cái gì này. Xe Zepco. Rồi, Zepco. Rồi ngoại hình máy đây em, có chỗ này đã bị chóc sơn nè, chỗ này đã bị chóc sơn cho em ha. Chóc sơn chỗ này. Còn lại em còn khá là ok ha. Khá là sáng. Con Bangladesh này bán cho em giá 250 nha, mã 16 giá 250 cho nên. Mã 16 giá 250, 16 giá 250 ngàn cho nên. 16 giá 250 nè. Tiếp theo mã 17 nè, mã 17. 17 con này con của hãng Olympic nha, LV100, LV700 nè. Rồi, cối carbon nha, thân kim loại nè, tao quay kim loại. Con này hàng Nhật nè, con này hàng Nhật nha. Đó, hàng Nhật cho nên. Nên em tháo cái miếng này ra nó chỉ made in da băng dưới đây nè. Nhưng mà cái tem này còn đẹp quá. Em không có tháo. Tháo cái chữ made in da băng dưới. Rồi. Chốt chặn tốt nè. Cái con máy thông số nè. Cước số 4 anh em vô 75. Cước số 3 anh em vô 110. Cước số 2 anh em sử dụng 165 m. Con này ra tô máy là 5.14 anh em. 1.5.14, tất nhiên là anh em quay một vòng của tay quay á, là cái cối nó sẽ quay 5.14 vòng cho anh em. Máy có chạy bạc đạn cho anh em ha, cái lăn cước đây nè. Lăn cước còn rất là đẹp. Rồi, con này bị mất cái tem Olympic trên đây nha, mất cái tem Olympic trên đây nè. Rồi, máy rất là đẹp ha. Rất là đẹp cho anh em. Hoạt động máy đây. Ngon lành. Nếu mà cái con này còn tem á thì giá của nó rơi tầm khoảng 350 nha. Con này thì mất tem rồi. Mất tem thì em bán cho em con này giá là con này để cho em giá 300 nha, 300 ngàn con này. Đó, em để cho em giá 300 con này. Hình rất là đẹp. Tao quay con này, tao quay gặp anh em, tao quay gặp nè. Anh em bung lên tự siết nha. Mã này mã số là mã số 17 giá 300 anh em, 17 giá 300. Một con Olympic. Tiếp theo 18 anh em. 18 em lên cho anh em con này là một con Super ha, Super A. Super A Big, con này hãng Alpha Tackle. Đó, hãng Alpha Tackle. Cái con này made in China cho anh em nha, nó có thể made in China nè. Coi, lăn cước đồng thao cho anh em ha. Con này rất là xịn nha anh em. Máy chạy 5 mặt đạn cho anh em. Chắc chắn con này đủ 5 mặt đạn cho anh em luôn nha, chắc chắn đủ 5 mặt đạn cho anh em luôn.
Cước 2 anh em sẽ vô 150 và cước 3 anh em vô 100 m. Con máy thì xe máy tương đương là 2.000. Xe máy tương đương 2.000 cái này, gạt cước ngon nè, có kim loại. Em nhìn cái máy nó hoạt động rồi nè. Rất là ngon luôn. Đây. Mặt đạn là gì đầy đủ hết cho anh em, hai bên tay quay là có bạc đạn, trục giữa có bạc đạn, con này con lăn cũng có bạc đạn luôn ha. Con lăn nó cũng có bạc đạn luôn. Đó. Nó để thông số bạc đạn cho nó là chính xác luôn đó nè. Đây, hai bên tay quay có bạc đạn hết nè. Bạc đạn hết cho anh em ha. Rồi, con máy cối kim loại nha, xe máy tương đương 2.000 cho anh em. Gato máy con này là 5.0, gato máy 5.0. Gato khá là cao luôn. Cái con này thì anh em đi lua mực ngon, lua lóc ngon nha. Đó, anh em lua mực lua lóc ngon. Đi câu tôm, câu lua cá mè là cũng ngon nè. Rồi, ABS nha, con này có ABS đầy đủ nha, có ABS luôn cho anh em nè. Chế độ hai chiều cho anh em. Rồi. Mã 18 nè. Con này bán cho anh em giá là 300 luôn nha. Em xem kỹ màn hình nè. Con này giá 300 cho anh em luôn. Mã 18 giá 300. Tiếp theo mã 19 nè. 19 em cho anh em con máy Made in Japan nha. À, Korea anh em. Made in Korea. Con này là một con máy của Cyberbin 1000. Cyberbin 1000 con máy hãng Marine nè. Marine con máy sẽ chạy 3 bạc đạn cho anh em ha. Máy chạy 3 bạc đạn nè. Đó, cối là cối kim loại cho nên thân là thân carbon và tao quay là tao quay kim loại, núm tao quay núm gỗ cho anh em nè. Tao quay con này tao quay gập mua win cho anh em đây đó, mua win 6 cái gà tốt cho anh em ha. Lăn cước con này lăn đá sứ nha, anh em đi câu biển không sợ nó muốn ăn cái con lăn được. Rồi máy chạy đây nè, ok cho anh em ha, máy chạy ngon. Cước 2, cước 3 anh em vô sẽ là hai, cước 2 200m, cước 3 150, cước 4 100m, con này xe máy 3.000 nè. Con này xe tương đương là 3.000, xe tương đương là 3.000 cho anh em ha. Chốt chặn tốt nè. Xe máy tương đương 3.000 cho anh em, có là có kim loại, con này hình nó có trầy nè, có trầy cho anh em nè. Đó, có trầy nha, con này hình nó có trầy. Rồi cái gato máy này anh em. Để em đổi gato. Con này gato không có để à. Phải đúng cái thế nó mới đổi gato được nè. Đây. 1 2 3 4 5. Con này gato máy 5.2 luôn nè, gato cao luôn. Xe máy 3.000. Rồi thì con này bán cho em giá là con này hàng Korea Hàn Quốc 3 bạc đạn có kim loại. Con này bán cho em giá 270 luôn nha. 270.000 luôn. Mã này mã số là mã số 19 giá 270 nè, 19 giá 270. Tiếp theo mã 20 nè. 20 năm cho nó có đuôi chuột Hàn Quốc nè. Đuôi chuột Hàn Quốc nha. Cái con này con của hãng Sita, con này con của Long Cát nè. Sita Long Cát. Con máy đuôi chuột nha. Đó, nút buôn mở cấu cho anh em trên đây nè. Nút buôn mở cấu anh em nhấn vô ngay cái cốc là vô thôi. Đó, vậy là vô thôi nè. Con Long Cáp Sita FRB40, máy có chạy bạc đạn cho anh em nha. Máy có chạy bạc đạn. Con này thông số là gato máy là 4.6 nè. Gato máy 4.6. Thông số đây nè. Cước số 4 anh em sẽ vô 180m, cước số 6 này 100m, con này xe máy 4.000 nè. Xe máy là 4.000, con này câu lăn C đồ ngon nha. Con này câu lăn C, con ngâm xong đồ ngon nè. Đó, máy hoạt động rất là nhẹ nè, rất là mượt nha. Hình con này cũng còn khá là đẹp đấy nè, anh em xem kỹ của hình nè. Đó, hình khá là đẹp cho anh em á, con này Hàn Quốc nè, con này Hàn Quốc nha. Con lăn của nó nè. Nói chung là ok, tao quay anh em đổi trái đổi phải được hết nha. Hồi nãy ra tô máy quên nè, cái tô máy 4.6 nè. Cái tô máy 4.6. Máy chạy rất là ngon. Xả đuôi chuột này nè, xả đuôi chuột. Đó, xả win nha. Anh em siết lại là anh em xả siết win vô nè. Anh em siết cứng là cứng thôi nè. Hai chiều một chiều ok hết nè. Đó. Hai chiều đây nè. Để nó cái này nó hơi bị cứng thì mới lấy đồ dẻ em đẩy nè. Đó, mới lấy cái đồ dẻ lao đẩy ha. Đó, một chiều hai chiều ok hết. Đó, xuống đây nó hơi cứng nè.
Rồi ok nha. Ngon lành. 250.000 nha. Con này mã là mã 20 giá 250.000. Mã 20 giá 250.000, mã 20 nha, giá 250.000. 20 giá 250. Tiếp theo 21 nè. Rồi, 21 là con Diamond đây. Con Diamond là con Diamond máy in Korea nè. Con máy này con máy Diamond nè anh em. Đây, nó cứ ghi chữ Diamond nha. Rồi con máy sẽ chạy 3 bạc đạn nha anh em, 3 bạc đạn. Con Diamond là con Diamond Tackle. Tackle Silver 3. Cước 3 anh em vô 260, cước 4 200, cước 5 150. Con máy thì size máy là tương đương là 5.000 cho anh em nha. Con này size máy 5.000. Cấu là cấu kim loại cho anh em nè. Thân thân carbon tao quay kim loại, núm tao quay núm gỗ nè. Rồi mấy con Diamond Hàn Quốc này ngon nè. Cái phần cấu này, cái phần cấu còn sáng nha. Cái phần cấu còn sáng nha. Phần cấu còn sáng. Bobin xả xiết bình thường nè. Gạt cước ngon nè. Con lăn đá sứ nè. Lăn đá sứ luôn. Rồi size 5.000, lăn C câu ngâm xong rồi là ngon nha anh em. Lăn C ngâm xong là ngon. Máy chạy ngon lành hết nè. Tao quay gặp nè. Tao quay anh em đổi trái đổi phải được. Chế độ hai chiều của máy đây nè. Ngon lành. Rồi con này mã số anh em ơi. Mã số này mã là mã 21 nha, 21. Cái con này em bán anh em giá 300.000 nha, 21 giá 300.000. 21 giá 300. Tiếp theo 22 nè. 22 lên trên con Korea Hàn Quốc luôn, con này là SSB AE. Rồi cái con này con pin feature nè, 5.000. Pin feature 5.000. Ga tô máy 4.6 nè. Cái thông số này thôi thì nó bị mờ rồi. Thì con này xe máy tương 5.000 cho anh em luôn ha. Xe máy 5.000 luôn. Cái con này nếu mà em theo ở trên đây nó 5.000 thì xe máy tương đương 5.000 luôn em ơi. Con này xe 5.000 luôn. ABS đầy đủ nè. Có ABS cho anh em ha. Có ABS cho nè. Rồi, máy chạy đây. Máy chạy ngon, nhẹ mượt cho anh em ha. Nhẹ mượt cho nè. Bên sống rất là tốt. Gạt cước ngon nè. Còn con lăn ok ha. Máy hình này thì có nó có chạy xước đây nè. Con này nó có chạy xước cho mình. Máy hãng SSM này, SSM in Korea nha. Tao quay là tao quay gặp nè. Rồi, ABS đầy đủ nè. Máy rất là mượt luôn nè, hai chiều nè. Rồi con này thích hợp nên câu lăn xe nha, đi câu ngâm rồi. Con này câu lua hơi lớn nha, báo trước cho em câu lua hơi lớn nha, size 5.000 là ít người, rất ít người cho câu lua luôn. Đó. Rồi, con này cái tô máy. 1 2 3 4 4.5, con này gà tô máy 4.7 nè. 4.7 nha, con này mã số là mã số 22. 22 thì con này em bán cho em giá là 300 luôn nha, 300.000 luôn. 22. Tiếp theo 23 nè. 23 nè. 23 lên cho em con Olympus Let's Go 400 nha. Con này hình xấu nè. Hình con này xấu chốc sơn rất là nhiều. Đó, anh em nào mà anh em về anh em có ý định là sơn lại thì em lấy con này là hợp lý. Con này em sẽ bán giá rẻ cho anh em chơi về dọn lại hoặc là em để về anh em quýnh. Nói chung anh em không quan trọng hình để về quýnh ngon. Con này nói chung là chạy là mượt. Ngoại hình nó xấu thôi. Máy chạy hai mặt đạn nha. Con này size 6.000 nha. Con này size 6.000. Đó, con này size máy 6.000 cho anh em. Gạt cước nè. Con này lăn cước ok nha. Lăn cước ok nè. Lăn cước còn sáng đẹp cho anh em ha. Hàng là hàng giá băng nha. Rồi, hoạt động của nó thì rất là ngon. Chỉ có màn hình nó xấu thôi nè. Chỉ có màn hình nó xấu thôi. Hoạt động thì còn ngon. Cái con này thì dễ. Anh em nếu mà muốn sơn lại, anh em về lấy nhám đánh bay hết này ra. Lấy chai sơn đen xịt vô là xong. Rồi, máy chạy ngon lành. Đó, tao quay lần này tao quay gặp anh em. Anh em dặn cái nút này ra là gặp tao quay lại nè. Đó, anh em dặn cái nút này nè. Rồi ship tao quay lại là câu thôi nè. Mua pin đây. Nói chung con này không lỗi lầm gì hết. Nó chỉ xấu thôi. Đó. Nó chỉ xấu thôi nha anh em. Olympic. Trời, trên đây nó nổ sần, nó lạnh luôn nè. Con này mã số nè. Mã là mã 23 nha. Con này mã 23. Con này bán cho em giá 280 nè. Đó.
280.000, nói chung để về câu vẫn được anh em ơi, anh em muốn đẹp thì làm lại thôi, đó tùy anh em ha, tùy anh em thôi. À quên đôi gato nè, cứ đã quên vụ này hoài. 1, 2, 3, 3.5, 4 chấm. Còn gato máy 3.9 nè, gato máy tầm 3.9 nè, mã 23 giá 280.000, 23 giá 280 nè. Tiếp theo 24 nè, 24 lên trên con Daiwa nè, con Daiwa Sprinter ST là 1.500 nha, DX. Đó, con Daiwa này cũng in da băng nè, nó bị mẻ mấy góc này nè, nè anh em thấy không, bị mẻ một tí nè, nói chung vô cần thì bình thường thôi anh em. Rồi, mua bên sống cái gà tốt này nè, mua bên sống cái gà tốt nha. Ta quay, con này quay quay ngon, nhẹ mượt ha. Con này ngoại hình nó cũng có xấu đây nè, có chốc sơn đó, con này cũng có chốc sơn đó. Thông số nè, con này thông số là cước số 6 nè, em vô 180m nha, cước số 5 220, con này xe máy 6.000 nè, xe này xe 6.000 nha. Ta quay gặp, đó, em bung nó tự siết nha. Cái tô máy con này 3.8 nè, cái tô máy 3.8. Cái tô máy 3.8 nha. Rồi, quả giọng ngon lành ok cho anh em ha. Hai chiều đây. Mô binh sóng lưới gà tốt. Con này cũng giá là 280 cho anh em luôn. Máy của hãng Daiwa nha, mã là mã 24. Giá là 280. 24 giá 280 nè. Rồi, tiếp theo 25. Em xin phép là em dời camera lên tí nha nè. Đó, cho nó gần dễ lấy. Rồi, mã 25 nè, cũng là một con Daiwa luôn em, hàng da băng nha. Cái con kia là nó 1.500, con này 3.000 nè, ST 3.000, Daiwa Sprinter ST 3.000. Cái con này xe máy tương đương 8.000 cho em nha. Cước 7.100, cước 7.210, cước 6 anh em vô là 250, cước 5 anh em vô là 310 và cước 4 anh em vô 400m nha. Máy cũng full kim loại luôn. Đó, con này ngoại hình còn sáng hơn con kia ha. Đây, đó, máy hãng Daiwa cho em, mình còn sáng hơn kia nè. Rồi, máy chạy cho anh em đây. Đó, máy chạy một chiều có tiếng kêu cho anh em nha. Chốt chặn tốt nè, ngon lành. Nguyên sống gà tốt. Đó, gạt cước ngon nha. Con này con lăn còn sáng đẹp luôn nè. Máy da băng, size máy 8.000, gato máy 3.8 nha. Ngoài nó cũng có trầy nhưng mà còn sáng hơn kia tí nè. Nó còn sáng hơn kia tí nè. Size máy thì 8.000 cho anh em. Con này nó công âm xong ngon. Đó, công âm xong luôn ngon. Chạy nhiều, con này cũng không có chạy nè. Con này bán cho em giá 320 thôi. 320 thôi nha đây, xe máy 8.000, con này mã số mã 25. Giá là 320.000. 25 giá là 320. Tiếp theo 26 nè. 26 tiếp tục con hàng giá băng luôn nè. Cái con này là con Rewi nè, Rewi Keponat nè. Con này con hãng lông to. Của hãng Rewi nè, con lông to. Đó, carbon nha em, thân có carbon hết nha. Con này khá là nhẹ đấy nè, khá là nhẹ luôn. Hoạt động ngon nè, nhẹ rất là nhẹ mượt luôn. Để em cõi thông số, cước số 6 này em vô 3 là 200m, cước số 5 anh em vô 250, cước số 4 em sẽ vô là 320m nha. Rồi, ngon lành. Rồi, con này xe máy tương đương là 6.000 cho anh em nha. Con này xe tầm 6.000 cho anh em ha. Rồi, chốt chặn tốt cho anh em nè. Thân cấu carbon tao quay kim loại, máy hãng Ryobi, made in Japan. Lăn cước đá sứ này nè. Cái con này thì thân cấu carbon, đó lăn cước đá sứ thì anh em không sợ bị muối ăn đâu. Cái này anh em về câu biển thoải mái ha. Đi câu biển thoải mái thôi nè. Cái tô máy 3.8 cho anh em ha. Ngoài hình khá là đẹp. Ngoài hình sáng trưng luôn mà. Đẹp lắm nè, con này ngoài hình đẹp á. Có bên đây nè, có bên đây nó hơi bị xước xước, nói chung không đáng kể nè, không đáng kể đó. Rồi con này mã số nè, mã 26 nha, 26. Con này bán cho em giá 400 nha nè, 26 giá 400 nha. 26 giá 400 ngàn cho nè. Tiếp theo 27 nè. Rồi, tiếp tục là hàng da băng đây, made in da băng cho nè. Cái con này là một con máy của hãng Rewi nha, Rewi đây nè. Rewi DX 350, máy chạy bạc đạn, chạy chế độ auto nha. Auto, mấy con auto này thì nó mượt khôi gầu luôn nè. Để em quay cho anh em coi thử. Mấy con chạy chế độ auto này nó cực kỳ mượt luôn á.
được thấy không? Rất là mượt. Phía trong nó thì rất là đẹp đấy, con này phía trong nó đẹp. Đó, em châm dầu thì chỉ mở tới đây rồi em châm dầu vô là ok. Nói chung mấy con này ngon lắm anh em. Anh em lấy về anh em cái con này. À cái con này bị mất bên tem anh em, mất bên tem nha. Đó, nó mất cái giá trị một tí rồi đây nè. Mất bên tem nha. Rồi, cái con này tao quay gập nè, anh em đè nút này xuống nè. Là anh em sẽ gập tao quay nè, anh em buông lên tự siết vô nha. Rồi. Máy chạy rất là mượt luôn. Cái con này thông số đây nè. Gato máy 4.6 nè, gato cao nè, gato cao luôn mà. Cước 4 anh em vô 260, cước 5 em 210, cước 6 anh em vô 160 m. Con này xe máy tương đương. Con này xe máy tương đương là 5.000 cho anh em ha. Con này 5.000. Nói chung con này anh em câu mà tầm khoảng 4-5 kg là anh em kéo nó phà phà luôn. Con này rất là mượt luôn. Rồi con này câu lăn xê, con ngâm xong rồi ngon nha. Cái con này câu ngâm xong anh em câu ngon. Con này nếu mà vô tay nào anh em nào mà câu chuẩn thì con cá tầm khoảng chừng 10 con cá cha nha. Em không nói câu biển nha nè, em nói ví dụ như mình câu cá cha đi. Đó, câu khoảng 20-30 mét nước đi, cá 7-8 kg anh em lôi phà phà luôn mà. Con này lực lắm. Rồi em xem kỹ màn hình nha, nó mất bên tem thôi, màn hình còn đẹp nè, màn hình còn sáng lắm nha em. Con này màn hình sáng lắm, mất tem uổng ghê á. Nó có tem này rất là uổng luôn. 350.000 nha, 27 nha, 27. Con này để cho em giá 350, 27 giá 350.000. Tiếp tục 28 nè, 28 lên cho em. Con này là một con máy của Abu nè. Con này con Abu Garcia nha, Abu Garcia Latmax 40. Rồi con Abu, con này thì thông số của nó là 0.25 em với 260 nha, 0.30 và 185 m, 0.35 em sử dụng 135 m. Rồi con Abu này nó sẽ chạy 4 mặt đạn cho em, 4 mặt đạn nha, nó sẽ chạy 4 mặt đạn cho em. Abu và lắc mắt, con này thông số nó sẽ tầm 250-3000 nè, cái màn hình nha, màn hình tầm 250-3000 cho nè. Con này thì câu luôn ngon nè. Con này anh em đi luôn luôn mực luôn cá lóc còn ngon nè, luôn cá chẽm nó cũng ngon nè. 4 bậc đèn, cối là cối kim loại, còn JBL trong máy luôn, còn JBL luôn. Lần trước cho anh em nè, gạt ngon nha, cái gạt của nó cũng lớn rồi nè. Gato máy 5.1 nè, gato máy 5.1 ha. Đó, gato máy 5.1 lắc mắt tao quay kim loại nè, hai chiều cho anh em, bật nút này hai chiều nè. Rồi ngoại hình đây nè, hình khá là đẹp nè, hình sáng trưng luôn á, em thấy ngoại hình đẹp không? Ok hay nè. Rồi tao quên em đổi trái đổ phải được chứ, tao quên em đổi trái đổ phải được, chế độ 2 chiều 1 chiều ok hết. Nói chung máy ngon lành nhẹ mượt. Con này mã số là mã số 28, con này bán cho em giá là 550 nha, 550.000 nha, mã là mã 28, giá là 550.000, ABS đầy đủ nha em. Đó, con này thích hợp cho nên câu lô nè. Tiếp theo 29, 29 là những Shimano Anod nha, 1000. Shimano Anod 1000 nè. Con này hàng Malaysia nha, Malaysia. Lăng cước đẹp. Đây nè, lăng cước nè. Rồi thông số con này xe 1000 luôn, cước 1 anh em vô 150, cước 2 anh em vô 100 m và cước 3 anh em vô 80-65 m nha. Có kim loại. Máy hình đẹp nè. Nó chỉ có chạy cái chỗ này nè, em thấy rõ nhất là chỗ này chạy nè. Rồi, em qua cái bên đây ha. Từ từ cho em coi cho kỹ nè. Đó, máy còn khá là sáng. Nếu mà con này theo phần trăm nó còn khoảng 80 gần 90% đấy em. Rất là sáng. Rồi, máy chạy đây. Rất là nhẹ luôn nè, rất là mượt ha. Hai chiều cho nên Shimano nè, máy hãng Shimano nha. Rồi sai máy 1000 này thì anh em về anh em đi câu UL rồi nè, đi câu tôm, đi lô mực được không? Lô mực thì nó hơi nhỏ nhưng mà anh em đi lô mực thì vẫn được. Nói chung hàng ngàn này thì Anod ngàn thì giá trị sưu tầm nó cao. Đó, giá trị sưu tầm nó cao.
tao quy gặp nó anh em nào muốn chơi Anot á, cái team Anot thì hiện em lấy con này về, con này cũng khá là về độ bảy rất là ít thôi nè, nó tầm 2.500 3.000 gì nhiều chứ con ngàn gì ít lắm. Rồi ngon lành, tao quay gặp cái tô máy 5.2, tao quay đổi trái đổi phải được. Con này để cho em giá 500 nha, mã 29 giá 500, 29 giá 500 ngàn cái này, 29 giá 500. Tiếp theo 30 nè. Rồi siêu nâu S là SL3 nè, DAM. Hàng này hàng nội địa Nhật cho em ha, hàng nội địa Nhật. Cái chỗ này dính miếng băng keo nè, dính băng keo bị khô nè, chứ không phải là chày. Chỗ này dính băng keo nó bị khô trong đây luôn. Nói chung là về mình cạo ra thôi nè, chứ không có gì. Em cạo chóc đựng lớp rồi nè. Kiểu như mình bảnh nó về nè, rồi băng keo nó dính vô. Để này khó chịu quá, đợi em tí nha nè. Rồi ok này nè, mở ra miếng băng keo vàng vàng này ha. Rồi cái con siêu nâu SLS rất là đẹp nè, hình đẹp ha, có mũi ăn đâu một lỗ nhỏ đây nè. Đây lỗ này nè, đó, mũi ăn dùng lỗ này, nói chung vệ sinh rồi ha, vệ sinh rồi ok cho em. Cái con này về độ lực của nó nè là nó rất là lực nha. Đó anh em nếu mà muốn biết thông tin cái này á, anh em cứ lên mạng anh em gọi này Shimano SL3DM, mà anh em sẽ ra thông tin cụ thể của nó luôn, rất là lực. Rồi con này thông số nó anh em, cước số 0.40 anh em sẽ vô được 165 m. 0.40 là tương đương với dây số 0.40 dây số 6 anh em, dây số 6 á, 0.40 dây số 6. 0.35 250, 0.24, 0.30 anh em vô 209 nha. Máy chạy mặt đạn nè, cho tô máy 4.8. Rồi có nghe tiếng mô pin nè, nó ăn tiện chỗ này nè. Rồi hoạt động thì rất là mượt, hai chiều cho anh em đây. Hàng nội địa Nhật cho anh em, con này 100% là hàng nội địa Nhật cho anh em nha. Cái người ta quay gặp, anh em bung ra là gặp ta quay lại nè. Đó bung ra tự siết vô, con lăn sáng đẹp cho anh em, đã quá nè. Rồi thông số con này sẽ tương đương 6.000 cho anh em nhé, sẽ tương đương 6.000 cho anh em. Nó về cho anh em công ngâm xong được không, con Shimano. Rồi con này mã số anh em ơi, mã số con này mã là mã 30 nha. Con này để cho anh em giá 650 nghìn, 650 nghìn con này nè, mã là mã 30 giá 650 nghìn Shimano SLS. Mã này mã 30 nha, giá 650 nha. Rất là ok luôn. Mã 30 giá 650, máy full kim loại nè, máy full kim loại. Cái chỗ cái lỗ tai này nè, cái lỗ tai này cũng kim loại luôn nha, chứ không phải là nhựa đâu, cái lỗ tai này kim loại luôn. Rồi mã này mã số là mã số 30 giá 650. Tiếp theo mã 31 nè. 31 lên cho con Riwi nha. Con Riwi, con này Riwi Capozoi 5000 GD nha. Cho tô máy 4.3 nè, cước số 7 vô 207, cước số 8 em vô 220 và cước số 10 em vô 180 m. Size máy con này size là 10.000 cái nè. Máy chạy bạc đạn đầy đủ nè, thân cối carbon nha. Tay quay con này là tay quay kim loại, tay quay kim loại. Con lăn này lăn đá sứ anh em đi câu biển thoải mái. Con này carbon đi câu biển thoải mái, không sợ muốn ăn luôn. Rồi siết win lại cho anh em nè. Đó, siết win lại cứng bình thường nhé. Rồi máy chạy cho anh em đây, mượt hay nè, mượt mà nhẹ, mượt ngon lành nè. Rồi hai chiều rất là ngon nè. Nút buôn mở cấu cho anh em nè, ký hiệu trong là 06164 đó. Thân cối carbon tao quay kim loại cho nè, chốt chặn tốt nè. Một con máy đuôi chuột đây, một con máy đuôi chuột nha. Hàng này hàng của gia băng đây đó, gia băng cho nè. Rồi ok nha, máy của hãng Realme, tao quay em đổi trái đổi phải được.
Nói chung em quay em ít khi đánh giá phần trăm đó anh em, tại vì cái mỗi anh em á, mỗi người của mình sẽ đánh giá 1% theo cái tỷ lệ nó khác nhau chứ không phải là giống nhau. Nó tại vì nó không có kiểm định hết, không có kiểm định gì hết, không có một độ quy chung gì hết, cho nên em rất là ít nói cái phần trăm máy là vậy đó. Thì thay vào đó em sẽ quay từ từ cho anh em nè. Đó. Còn nếu mà anh em nào mà nhắn hỏi phần trăm máy á, thì em sẽ đánh giá theo bản thân em. Đó. Tại vì mỗi người có mỗi ý kiến riêng hết mà. Nếu mà theo con này em đánh giá nè, là em đánh giá con này á nó tầm khoảng 85% nha anh em. Đó, nó trừ hai cái điểm này nè. Cái điểm này bên đây đã trừ 5 nè. Đó. Rồi, cái hình sơ nữa cho trừ 10 nữa đi là nó phải 15% ha. Là con này tầm khoảng 85%. Rồi. Rất là sáng. Mã số con này mã là mã 31 em. Con này để cho em giá là 650.000 luôn. 31 giá 650.000. Tiếp theo 32 nè. 32 lên cho em con một con máy của Shimano nè, Super Aero nha. 5.000. Shimano Super Aero 5.000. Con này hàng made in Japan, con này cối nông mua bên chết nha. Con này anh em độ sống được nè. Rồi anh em về độ sau thì anh em biết độ thì anh em lấy về anh em độ thôi. Hoặc là anh em có thể tìm hiểu trên YouTube rồi đó, nó có chỉ rất là nhiều mấy con này. Shimano S là Shimano Super Ego nha. Rồi con này 5 tiếp nha. Con này 5 tiếp. Con này thông số đây. Cước số 5 anh em vô 200m. Ôi con này vô dây nhiều dữ nè. Ngon lắm anh em. Con này vô dây nhiều là ngon nha. Cước 5 200m. Cước 6 anh em vô tầm 150m nè. Rồi quýnh bạc bãi đồ ngon lành nè. Bạc bãi câu lăng xê biển rồi đây nè. Ngon lành. 5 tiếp là ngon đó anh em. Rồi hai chiều cho anh em đây, gạt cước nè. Rồi con lăng là lăng đồng thao sáng đẹp cho anh em luôn nha. Rồi cái xay máy nè, em lộn cái thay nè. Cái xay máy con này xay nó chắc nó cỡ 10.000 nè, tại vì cái bàn tay em như vậy nè. Đó, con này xay lớn nè, rồi xay lớn nha. Rồi quýnh bạc bãi em đi câu lục nè. Đi câu ba tiêu nữa em. Mấy con này đi câu ba tiêu khỏe lắm. Tại vì câu ba tiêu mình cứ cặt cái là mình đem lên luôn thôi. Đó, đi câu ba tiêu này nè, đi câu ba tiêu này nè. Đó, làm cái cặt cái là đưa lên thôi, đâu cần sáu pin gì. Đó, anh em đi câu gần được, anh em đi câu gần được cũng vậy, anh em đi câu móng câu được cũng vậy ha. Rồi. Ngon lành, cho tôi máy 3.8. 450.000 nè, mã số 32 nha. 32 con này bán 450.000. Rồi, kết thúc clip này luôn em. Tổng cộng là 32 mã số nha. Đó, thì anh em mua mã số nào anh em vui lòng liên hệ nè. 0779-64-30. Kỳ là kỳ 306 nha em. Rồi, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nè. Em bye bye anh em nha.